Trong 3 ngày từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa miễn phí cho người dân và du khách đến tham quan khu di sản. Trong ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý, tại khu vực đại nội của kinh thành Huế đã diễn ra nhiều chương trình hoạt động đặc sắc tại hiện Tết cổ truyền cung đình Huế. Những hoạt động này thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Cách hơn nửa vòng trái đất, năm nay ông Newell, du khách đến từ Mỹ đã lựa chọn Huế là địa điểm du lịch của cả gia đình. Đến đại nội Huế vào đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, được tham gia vào trò chơi dân gian sâm hường đã mang đến cho ông và các thành viên trong gia đình những trải nghiệm vô cùng thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia trò chơi này. Nó rất khó đối với tôi, nhưng cũng rất thú vị. Vợ tôi và em tôi cũng rất muốn tham gia trò chơi này. Vừa được tìm hiểu về các điểm di tích lịch sử, du khách và người dân cố đô đến đại nội còn được khám phá các hoạt động vui chơi trong những ngày xuân của một Huế xưa. Theo dì thấy, nếu như đại nội mà thường năm vẫn tổ chức những trò chơi như đi là rất là hữu ích cho cả tất cả mọi lứa tuổi, từ già trẻ và trẻ em. Mình được trải nghiệm những cái khung cảnh đẹp trong cố đô, rồi mình còn được tham gia những trò chơi dân gian mà từ lâu rồi là mình cũng được chơi ở bên ngoài. Trong 3 ngày, mùng 1, mùng 2, mùng 3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí vé vào cổng để phục vụ du khách và người dân cố đô vui xuân đón Tết. Cùng với các trò chơi dân gian hấp dẫn, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc dự kiến sẽ thu hút hơn 50.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến với đại nội Huế trong dịp này. Chúng tôi tập trung chỉnh trang cảnh quan, tôn tạo cảnh quan di tích, tạo một không khí tươi mới cho các khu di sản trong dịp đầu năm. Và các hoạt động trong khu di sản sẽ được trình diễn trong 3 ngày Tết năm nay, bao gồm các trò chơi cung đình, rồi các hoạt động ngoài trời và các chương trình nghệ thuật sẽ được diễn ra trong những ngày Tết. Những năm gần đây, du lịch di sản vẫn là thế mạnh riêng có của Thừa Thiên Huế. Và các địa điểm du lịch văn hóa tâm linh, di sản Huế và các hoạt động hấp dẫn hứa hẹn sẽ là những điểm dừng chân lý tưởng để thu hút du khách đến với cố đô Huế.